Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải năm loại mắt, cũng chẳng lìa năm loại mắt. Pháp giới chẳng phải sáu phép thần thông, cũng chẳng lìa sáu phép thần thông. Pháp giới tức là năm loại mắt, năm loại mắt tức là Pháp giới. Pháp giới tức là sáu phép thần thông, sáu phép thần thông tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải mười lực Phật, cũng chẳng lìa mười lực Phật. Pháp giới chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Mười tám Pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng, pháp giới tức là 10 lực Phật, 10 lực Phật tức là pháp giới, pháp giới tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn pháp giới chẳng phải đại từ cũng chẳng lìa đại từ, pháp giới chẳng phải đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng chẳng lìa đại bi, đại hỷ, đại xả. Pháp giới tức là đại từ, đại từ tức là pháp giới, pháp giới tức là đại bi, đại hỷ, đại xả, đại bi, đại hỷ, đại xả tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn Pháp giới chẳng phải, phải Pháp không quên mất, cũng chẳng lìa Pháp không quên mất. Pháp giới chẳng phải tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lìa tánh luôn luôn xả. Pháp giới tức là Pháp không quên mất, Pháp không quên mất tức là Pháp giới. Pháp giới tức là tánh luôn luôn xả, tánh luôn luôn xả tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn Pháp giới chẳng phải trí nhất thiết. Cũng chẳng lìa trí nhất thiết, pháp giới chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Pháp giới tức là trí nhất thiết, trí nhất thiết tức là pháp giới. Pháp giới tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn pháp giới chẳng phải 32 tướng đại sĩ, cũng chẳng lìa 32 tướng đại sĩ, pháp giới chẳng phải 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng chẳng lìa 80 vẻ đẹp phụ thuộc, pháp giới tức là 32 tướng đại sĩ, 32 tướng đại sĩ tức là pháp giới, pháp giới tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. 80 vẻ đẹp phụ thuộc, tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải quả dự lưu, cũng chẳng lìa quả dự lưu. Pháp giới chẳng phải quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, cũng chẳng lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác pháp giới tức là quả dự lưu quả dự lưu tức là pháp giới pháp giới tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác tức là pháp giới bạch thế tôn pháp giới chẳng phải tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng lìa tất cả hạnh đại bồ tát pháp giới chẳng phải quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật pháp giới tức là tất cả hạnh đại bồ tát tất cả hạnh đại bồ tát, đại bồ tát tức là pháp Pháp giới. pháp giới tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật quả vị giác ngộ cao tột của chư phật tức là pháp giới